làm cái xin lắm á. Làm chỗ vườn chuối gần nhà bác hai á. Mới làm mấy bữa à. Đang tính xin vô đi vô chỗ cái gì sơ chế hay là cái gì đó chỗ mình đóng gói á để làm, nhưng mà không hòa thu nữa, làm nữa.